Để xem tên trộm này định làm gì nào các cậu ơi. Đâu phải trộm các cậu. Đây không phải trộm đâu gì. Mà là những con chuột. À, những con chuột này cũng chính là những kẻ trộm. Chúng nó đang ăn phúc ở nhà mình. Đến đây đây các cậu ơi. Mời chúng mình uống nước á. Cho bạn tớ uống nước đấy à. Có nên uống không nhỉ? Các bạn chuột này thân thiện ra. Ngon không em Cám? Ngon, ngon lắm chị Trân ơi. Ngon á. Ngon thật các cậu ạ. Ngon à? Sao cậu uống nhiều thế? Không, sao mình lại bị biến thành một con chuột thế này? Mình đang mặc một cái áo choàng màu xanh. Trang ơi, ở đâu đây? Tôi là ai và đây là đâu? Cậu bạn nhím, sao cậu lại biến thành chuột thế? Sao cậu cũng biến thành chuột thế kia? Ôi, tớ cũng bị biến thành chuột á. Ôi trời ơi, sao chúng mình lại bị biến thành chuột vậy? Còn em Cam đâu? Em Cam cũng uống cái nước màu đó mà. Hình như là đúng rồi, mình uống cái nước. Ui, con mèo kìa. Mèo. Một con mèo đen cậu ơi. Liệu nó có bắt chúng mình không? Ui, nó đâu rồi, nó chạy rồi. Nhưng mà em Cam đâu, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng kêu cứu. Ở đâu đây? Ô. Em ở đây. Ở đằng kia nhím ơi. Em ở bên này này. Phía trước cái bàn kia. Ồ, có một con chuột ở trong một cái lọ kia. Liệu đấy có phải là em Cam không nhỉ? Anh nhìn chị Trang ơi, em ở trong lọ à. Em Cam lại bị nhốt vào trong cái lọ thủy tinh đấy. Ôi, Cam ơi. Đúng rồi, em Cam đây rồi, Trang ơi. Ui, em Cam đang ở trong một cái lọ thủy tinh này. Em Cam biến thành một con chuột gầy gò, hai cái mắt thì lồi ra luôn. Ôi, Cam ơi, khổ thân em Cam. Bọn mình đều bị biến thành chuột hết rồi, Trang ơi. Giúp em với cho em ra khỏi đây đi. Em không muốn bị nhốt ở trong đây đâu. Làm thế nào mà để giải cứu cho em Cam bây giờ? Cậu thử mở cái lắp đi ra đi. Tớ không mở được, cái lắp này to quá, không mở được. Ô, đằng này tớ phát hiện ra có một cái gì đó nhím ơi. Cái gì một cơ? Cái dây, như kiểu dây ống nước ý. À, mình thử dùng cái dây ống nước này xịt vào cái lọ của em Cam xem có được không nhá. Được rồi. Cậu có bay được không? Đây. Ô, cái lọ của em Cam lăn đi rồi. Cam ơi, đợi chờ chị coi. Ô kìa, sao em Cam chạy nhanh vậy? Cậu mau ngăn cái lọ lại đi Trang ơi. Em không dây này được ạ. Ui, cái lọ này nó lăn nhanh quá các cậu ơi. Nó cứ tự lăn đi. Đợi anh đây Cam ơi. Chúng ta bị trượt xuống dưới rồi. Làm thế nào bây giờ, phải đuổi theo thôi. Chạy không có tình nào. Đợi tớ ơi. Đi Cam ơi, đợi anh. Đợi nhanh vào, đợi tớ đi. Ui dồi, đập đầu vào tường rồi, chóng hết cả mặt rồi. Đâu rồi Cam đâu? Em Cam ở phía trước nè. Đợi anh với Cam ơi, đừng chạy. Ui, ở đây, ui, còn có cả bầy chuột này, cẩn thận đấy nha. Đừng chạm vào đấy, không cậu sẽ bị sập bẫy đấy. Trang ơi, cậu lăn cái bánh lên, cậu lăn xuống. Trời ơi, lại lăn xuống dưới rồi. Đợi tớ ơi. Tớ đang ngăn cản cái lọ này, nhưng mà cái lọ này, ui. Cậu làm sao thế? Tớ vừa đập vào cái ngọn lửa này. Ui, tí nữa thì cháy người, phải tránh mấy cái ngọn lửa đấy ra các cậu ơi. Ở đây có rất là nhiều nguy hiểm các bạn ơi. Đi từ từ thôi Cam ơi, để anh còn đuổi theo với. Chúng mình vào trong nhà của ai đây? Bây giờ... Ui, lại chuột phát nữa rồi. Ui, rồi. Cái khu này có nắm cầu chuột thật đấy. Cam đâu rồi? Em Cam đâu? Tớ không biết. Ừ. Hỏi tớ biết hỏi ai? Rõ ràng em Cam đi trước bọn mình cơ mà. Cam ơi, Cam em ơi. Ở đâu rồi? Em ở đây cả. Bên này, phía bên trái đi. Ui, em Cam ở đây à? Từ từ thôi Cam ơi. Ở đây có cả bóng này.
quả bóng này để làm gì? Hay mình dùng quả bóng này ném vỡ cái lọ thủy tinh đi đi. Được rồi, để tớ ném nhá. Ôi, ném trượt, ném vào cái gì ấy? Cậu ném trúng vào mấy con chim bồ câu phía sau rồi. Ôi, mấy con chim bồ câu đang đứng. Ui, ui. Mấy con chim này đi ra nào. Ui, cậu ơi, không được. Nó đánh cả tớ, đánh cả cậu này. Mấy con chim bồ câu này này nhảy lên. Ui, ui. Không ổn rồi. Bọn mình không thể đi tiếp được. Mấy con chim bồ câu này nó ngăn cản rồi. Trang ơi, cậu bây giờ cách chúng đi. Mình phải nghĩ cách gì nhỉ mày? Có mũi này... tên kìa. Mũi tên chỉ chúng mình làm gì vậy? Ồ, cái này là cái bập bênh này. Bập bênh á? Cậu nhảy lên cái lắc chai đi. Đó, đây. Để tớ nhảy lên đây. Nhảy lên. Cậu làm sao? Làm điều chưa? Cậu làm sao thế? Để tớ. À, đây, tớ nhảy lên rồi. Cậu nhảy bên kia đi. À, trên đây có cái vòi nước này. Chúng mình sẽ làm gì? Cầm vòi nước và xịt vào lũ chim. Xịt vào lũ chim này, rồi, những con chim bồ câu đi à. Hết sạch nước rồi. Đây. Yeah, cuối cùng mấy con chim này nó bay đi rồi. À, những con chim này nó lại chắn đường. Chúng mình sẽ phải đi qua cây cầu gỗ này. Cam ơi, đi cẩn thận đây, đợi anh với. Cam lúc nào cũng đòi đi trước thôi. Phía trước có người kìa. Ui, bà đây đang... đang làm gì thế kia? Đây là một ông. Ông ấy đang rửa đường đó. Tớ không chạy được cậu ơi. Trời ơi. Bà này, tớ này. Chạy như tớ đi, đầu xuống đi thôi. Ui, đầu xuống. Ui, mày quá. Chạy được qua rồi. Ông này, xịt nước vào mình à? Được rồi, đi đường này là ông ấy không nhìn thấy đâu. Nhảy lên cái dây này này. Ui, nhảy rơi. Tớ xuống dưới rồi. Ui, có người. Có một bà lão. Bà ấy đang cầm chổi kìa Trang ơi. Để làm gì vậy? Hình như bà ấy chờ bọn mình đến là bà ấy đập đây. Đi sát vào tường đâu. Ui, bà ấy chạy vào tường phải. Chúng cháu có ăn đồ nhà bà đâu mà sao bà lại đập chúng cháu? Đập vào. Bà ấy đâu rồi? Hình như này chạy rồi cậu ơi. Đi chỗ khác rồi. Ui, bà ấy kia kìa. Ui, em cầm. Cẩn thận. Ừ, bà ấy sợ mình kìa. Bà ấy chạy được kìa cậu ơi. Thế thì chúng mình tiến lên đi. Tiến lên nào, để bà đâu đi. Ui, bà ấy đang ngày càng sợ mình. Ui, bà ấy nghe rồi. Ôi, không. Bà ấy sắp nào. Bà ấy đi vậy. Đây là cái ông khói cậu ơi. Đứng cậu bà đây, cậu mình đi thôi. Ui, dạ, tớ bị đập mặt tớ ông khói rồi. Ui, có người này. Có một chàng trai đang buồn rầu bên ô cửa sổ. Chắc chắn chàng trai này đang bị thất tình các cậu ơi. Ui, nhưng em Cam đang đứng gần quá, nhớ đâu bị phát hiện thì sao? Anh nhà cậu nhờ cái anh này mở cái lọ ấy giúp em Cam ra ngoài đi. Được rồi, để bọn mình đến nhờ nhá. Hello. 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 Hello, anh chàng mũi to. Hello. Anh ơi, giúp em với. Anh này, anh phát hiện ra bọn mình rồi này. Cam ơi, mày em thoát được rồi. Yeah. Ui, mày quá, nhờ cậu bé đó mà em Cam đã thoát được ra ngoài. Bây giờ bọn mình đã là những chú chuột rồi. Đây quả là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời các cậu ơi. Nhưng mà Trang ơi, là chuột thế này cũng không ổn. Tớ thích làm người cơ. Tại vì chúng mình uống cái nước màu nâu nâu ý, cho nên bây giờ mới bị biến thành chuột đấy. Bây giờ muốn trở lại thành người, chúng mình sẽ phải tìm những con chuột đó để tìm ra thuốc giải nhí mà. Nhưng mà thành phố lớn như thế này biết tìm những con chuột đấy ở đâu? Hay như thế này đi, tớ với cậu chia ra, tớ đi một hướng, cậu với em Cam đi một hướng. Khi nào bọn mình tìm thấy đàn chuột đấy thì sẽ báo cho nhau. Ok. 1 week later. Hello nhím, lâu ngày không gặp lại, cậu có khỏe không? Sao trông cậu bây giờ lạ vậy? Tớ làm sao mà lạ, tớ vẫn vậy mà. Nhìn nè, tớ rất khỏe luôn. Mấy hôm ống mượt luôn. Mấy hôm trước không gặp, cậu còn gầy gầy cơ mà. Sao hôm nay trông cậu béo như một con lợn vậy? Lại đây đi, ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm cậu ạ. Thế em Cam đâu? Em Cam ở trên thuyền kia kìa. Em ở đây này anh nhìn mà. Cam ơi. Em ở trên thuyền đây này. Ui, em Cam bây giờ trông cũng to béo thế này. Hôm trước em Cam gầy rộp cơ mà. Bởi vì ở đây có nhiều đồ ăn ngon, cho nên chúng tớ ăn nhiều quá mới trở lên như thế đấy. Đồ ăn à? Cậu có thích ăn không? Tớ đã sưu tập rất nhiều đồ ăn ở trong chiếc cống này này.
Ui giời ơi, tớ bảo cậu với em Cam đi tìm đàn chuột kia cơ mà, sao các cậu ở đây chỉ có nghĩ ăn thôi vậy? Phải ăn thì mới có sức mà đi tìm chứ. Vào đây ăn đi nhím. Bọn tớ tìm được hang ổ của những con chuột đó rồi. Ở cuối cái cống này này, chúng tớ đã chế ra một chiếc thuyền siêu to khổng lồ để di chuyển trên mặt cống. Đi trên chiếc thuyền này á? Đúng rồi, nhưng mà bây giờ chúng tớ đang bị mắc kẹt. Có một cánh cửa sắt đang ngăn cản chiếc thuyền này. À, bây giờ bọn mình phải tìm cách để mở cửa ra đúng không? Để đúng cho rồi. Chiếc thuyền có thể đi được đúng không? Mở chiếc cửa sắt ra để di chuyển chiếc thuyền này. Để tớ thử lấy cái miếng phô mát này ném về chiếc thuyền xem nào. Ném một cái cửa này, ui ui, ném lên thuyền à? Không được đâu, cậu phải nghĩ cách khác đi. Ở đây có cái gì này? Ồ, một cái bập bênh, nhím ơi, nhảy lên đây xem nào. Bập bênh nhá. Ui. Ờ, ở trên này tớ nhìn thấy có một cái móc gì này. Ồ, cậu làm sao thế? Nga, trên này giữ thăng bằng khó quá cậu ơi. Cậu phải đi thật nhanh tới đó. Từ, ui, khó thế. Bây giờ phải nhảy vào đây đúng không? Đúng rồi. Nhảy này. Có một cái cần đó. Cam ơi, sao đi nhanh thế? Đợi anh với. Chờ chị với. Anh nhìn chị chân tôi nhanh lên. Bây giờ bọn mình đang lặn ở dưới cái cống này này. Ui, nhiều rác quá các cậu ơi. Đâu rồi? Tớ ở trên này nè. Nhìn lên đây, nhím ơi. Đừng bơi dưới đấy. Ôi, bạn Trang bơi nhanh thế. Đợi tớ với. Cam ơi, đợi anh. Anh nhìn đi chậm quá. Đây này. Nhanh lên, nhím ơi. Chiếc thuyền đi nhanh quá. Chị chân béo mà còn đi nhanh hơn. Từ thôi Cam ơi, đợi anh. Bị va vào một cái thùng gì đó. Chạy nhanh lên. Ui bà Trang, bạn béo của bạn đã chạy nhanh thế, đi ra nào. Bởi vì tớ quen chỗ này rồi. Mau đuổi theo Cam, nhảy lên thuyền đi. Ui. Cái cống này thật là dài. Ôi không. Lại gì nữa đây? Lại có một cánh cửa sắt nữa chắn đường nhím ơi. Anh nhìn tìm cách mở cửa đi. Bây giờ phải tìm cái nào, nào nhỉ? Nè nè, ở đây tớ phát hiện ra có cái gì đó. Cái này là cái gì? Ồ, kia đâu? À, tớ nhìn thấy cái cần gạt cổng rồi. Ở trên kia. Bây giờ nhá. Ồ. Để tớ sẽ giấm vào đó. Được rồi. Như là một cái bơm vậy. Ok, vậy đi. Bơm bóng. Được rồi. Ra cửa mở rồi. Wow, cái cửa này được mở ra rồi. Oh no. Em Cam lại chạy đi trước rồi, đợi anh. Chờ chị với. Ui, em Cam chạy nhanh thế. Cam ơi, kéo cái cần ở trên thuyền đi. Ui, mình phải bơi qua cái cống này à? Cậu bơi ở đâu thế? Sao tớ không nhìn thấy cậu? Tớ đang lặn ở dưới sâu dưới này này. Ôi. Lên mặt nước nào. Nhanh lên, không nhìn chị Trang. Đâu rồi, Trang ơi? Chạy ở trên bờ nè, tớ đang chạy trên bờ. Từ đợi tớ bơi. Hai chị em cậu đi nhanh thế. Cậu chạy chậm quá thì có. Đợi anh bơi nào. Nhanh lên, nếu không chạy nhanh thì sẽ không ra khỏi đây được đâu. Nhảy này. Đu dây zip line. Lại đến một cánh cửa khác. Không. Sao cái cống này lại có nhiều các cái cánh cửa sắt vậy nhỉ? Bây giờ lại phải tìm cách để mở cửa này. Chỗ này lại có một cái bơm này. À, cái bơm là sẽ nhảy để đưa bọn mình lên kia. Không phải đưa bọn mình lên kia. Đưa tớ lên Trang ơi. Đây. Tớ nhảy vào nhá. Vẫn cao quá, chưa bơi tới được. Chưa tới được à? Lấy quả ống này xem nào. Lấy quả ống, ném đi đâu? Ném này, không được. Ồ, ở đây còn có quả bóng to này. Quả bóng này là bóng gì vậy? Này, cậu ơi, quả bóng này. Cẩn thận đó. Nó có điều khiển quá. Nó cứ lăn tới đây này. Làm thế nào bây giờ? Cậu nhảy xuống đi, đừng lăn thế. Ồ, nhưng mà tớ nghĩ ra một cách rồi Trang ơi. Vừa đấy mình còn đang thấp, bây giờ mình sẽ đưa quả bóng lên chân kia và đứng từ quả bóng để nhảy lên. Here we go. Nhảy lên quả bóng này. Từ thật là kéo nhá. Bây giờ lăn. Trong mặt qua ơi. Quả bóng này rất khó điều khiển. Cậu có điều khiển được không vậy? Đây, để tớ quả bóng lên cái máng này đi. Đây. Rồi, cậu ra bên kia đi. Để tớ nhảy lên đúng không? Được rồi, bây giờ cao rồi đây. Nhảy nhá. 1, 2, 3. Nhảy lên này. Yeah. Cổng mở thôi. Đuổi theo em Cam thôi. Em Cam ơi, chờ bơi. Ô, cái này
Nhưng mà cây này trèo thế nào? Dùng cái thìa trên tay cậu ý. Ui. Đảo sang trái, đảo sang phải. Tớ vẫn đảo. Ui. Sao trèo cái này khó thế này? Ây à. Ui giời. Bạn Yếm thật là ngốc nghếch. Tớ vẫn chưa trèo quen này. Ui. Nhìn tớ đi. Ây. Không ổn. Trèo cái này khó thật đấy. Đây này, trèo thật chậm thôi, cậu đợi tớ ơi. Đây này, trèo bên trái, trèo bên phải. Wow, mình bắt đầu trèo được rồi. Ê, trèo cái này cũng dễ rồi. Đây này. Cam ơi, đợi anh từ thôi. Ôi, nước ở chỗ này càng ngày càng sôi to này. Sao cậu trèo nhanh thế? Anh chỉ cẩn thận đây. Phía trước có nhiều sóng ngầm lắm. Nếu như bị cuốn vào vòng lốc xoáy này là chúng mình sẽ không ra được đâu. Nhím ơi, cẩn thận đấy. Nhanh lên Nhím ơi, chiếc thuyền đang di chuyển nhanh quá rồi. Tránh xa các cái cống ra. Ui, cái gì đây? Lốc xoáy đây, nào xoáy ra. Ui, vòng xoáy khổng lồ các cậu ơi. Cẩn thận, mình sẽ bị cuốn vào đấy đây. Chui vào trong đấy là cậu sẽ không thể ra được đâu. Từ từ đợi tớ. Ôi, lại một cái vòng xoáy nữa kìa. Ui ơi, tí nữa thì bạn Trang bị cuốn vào đấy nha. Chúng mình sắp đến nơi rồi Nhím ơi, cố lên. Thử nghe có tiếng gì vậy? Ô. Đây chính là một cái. À, các bạn đã đang đứng đây và chờ đón bọn mình nha. Đúng rồi. Wow, thế là bọn mình đã tới nơi rồi.